Sau khi bước qua tuổi 30, Karim Benzema ngày càng hay. Danh hiệu Quả bóng vàng 2022 là phần thưởng xứng đáng và ít tranh cãi nhất dành cho tiền đạo người Pháp. Hè 2009, Real Madrid chi hơn 200 triệu euro cho các bản hợp đồng lớn. Sự mạnh tay của chủ tịch Florentino Perez trên thị trường chuyển nhượng năm đó đã định hình môn thể thao vua trong hơn một thập kỷ, xác định kỷ nguyên của Real Madrid tại La Liga và cả Champions League. Los Blanco kích nổ hàng loạt bom tấn như Cristiano Ronaldo, Kaka và Xabi Alonso. Khi ấy, cả ba đều là những cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình. Dễ hiểu khi Karim Benzema ít được chú ý hơn. Vị thế ban đầu Benzema cập bến sân Santiago Bernabeu sau khi ghi 37 bàn cho Lyon trong hai mùa giải nhưng tiền đạo người Pháp khó có xuất đá chính trên hàng công trong bối cảnh biểu tượng Raúl González chưa rời đi và Gonzalo Higuain vừa trải qua mùa giải trước đó ở La Liga với 22 bàn. Thế nhưng thật khó tin là Benzema có thể duy trì một sự nghiệp lâu dài hơn so với Ronaldo ở Real Madrid. Trong khi đó, Higuain vừa chơi trận cuối cùng sự nghiệp ở giải nhà nghề Mỹ MLS dù bằng tuổi Benzema. Zinedine Zidane luôn khẳng định vô địch La Liga khó hơn Champions League. Benzema giành được danh hiệu này hai lần sau 4 năm. Trong thời của Ronaldo, họ chỉ hai lần đăng quang trong 9 mùa giải. Trải qua một hành trình dài, khó khăn và thử thách, Benzema vẫn đứng vững. Ở tuổi 34, anh được coi là tiền đạo hay nhất thế giới và thuộc dạng đẳng cấp nhất hiện nay. Một năm trước khi Benzema ra mắt Lyon, câu lạc bộ này bán Florent Melouda cho Chelsea và Servain Wiltord cho Rennes có thể đó là kế hoạch tuyệt vời của Lyon hoặc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng quan trọng nó mở ra cơ hội cho Benzema. Đừng cười, tôi ở đây để lấy vị trí của các anh. Benzema, 17 tuổi, nói với đồng đội khi có bài phát biểu truyền thống mà một cầu thủ thực hiện khi bước lên đội 1. Trong hai mùa năm 2007-08 và năm 2008-09, Benzema có cùng số bàn tại giải vô địch quốc gia 46 với Thierry Henry và Raoul, chỉ kém mỗi Ronaldo 61 bàn. Hãy thử tưởng tượng mạng xã hội thời điểm đó bùng nổ như hiện tại, Benzema có lẽ được ca ngợi không kém Kylian Mbappe hay Erling Haaland. Sang Tây Ban Nha, Benzema phải dự bị cho higuain tiền đạo người Argentina ghi 27 bàn ở La Liga mùa năm 2009 năm 10. Anh mặc định là đối tác của Ronaldo. Cả hai lần lượt có 29 và 33 bàn trong khi Benzema chỉ ghi được 9 bàn. Mùa đó, Real cán mốc 109 bàn dưới thời Manuel Pellegrini. Dù vậy, Los Blanco bị Lyon loại khỏi Champions League. Họ cũng thua Ancocon ở Copa del Rey, một trong những thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử câu lạc bộ mùa đầu tiên của Benzema tại sân Bernabeu chỉ tạo ra thất vọng. Anh chỉ có 15 trận chơi đủ 90 phút. Benzema cũng chỉ hỗ trợ Ronaldo ghi 8 bàn. Ngược lại, Kaká và Higuain có cùng 19 pha kiến tạo mỗi người cho Sia 7. Bước ngoặt xuất hiện ở mùa thứ hai khi Higuain chấn thương, nghỉ thi đấu trong 4 tháng và Raul chuyển sang Bundesliga ở tuổi 32. Dần dần Ronaldo và Benzema trở thành đối tác không thể thiếu nhau. Trận gặp Getafe năm 2016 chứng minh điều này. Benzema là một số 9 nhưng trong hình hài của một số 10. Những pha di chuyển thông minh của Benzema mở ra khoảng trống cho Ronaldo dứt điểm. Khi Ronaldo thay đổi và chuyển hẳn vào đá trung lộ, Benzema được kéo ra xa hàng phòng ngự hơn. Sự nghiệp Benzema thời điểm này chưa quá nổi bật cho đến khi Ronaldo chia tay Real vào hè 2018. Sự chuyển mình việc Ronaldo để lại một khoảng trống lớn trong đội hình Real là không phải bàn cãi. Ronaldo thực hiện 178 cú sút và đạt hiệu suất trung bình 7 bàn 90 phút ở mùa giải cuối cùng tại La Liga. Nhưng đó là lúc Benzema được giải phóng. Anh biến Real thành mảnh đất riêng của mình. Trong mùa đầu tiên không có Ronaldo, tổng số lần chạm bóng của Benzema tăng vọt và đạt đỉnh điểm ở mức 251 lần 2 năm sau khi Ronaldo rời đi. Benzema duy trì sự ổn định kể từ đó. Sự phát triển mạnh mẽ của Vinicius Zaya và Rodrigo cho phép Benzema tiết kiệm năng lượng nhiều hơn. Anh chủ yếu hoạt động trong vùng cấm. Khả năng chạy chỗ và dứt điểm nhạy bén giúp Benzema trở thành sát thủ thực thụ. Mùa trước, Benzema có thành tích ghi bàn tốt nhất sự nghiệp. Anh kết thúc mùa với 27 bàn và 12 kiến tạo ở La Liga, tổng cộng 44 bàn trên mọi đấu trường. 4 trong 5 mùa giải mà Benzema in dấu dày vào nhiều bàn nhất sự nghiệp, Ronaldo không chơi cạnh. Mùa trước, Benzema thực hiện 104 cú sút trong vùng cấm, cũng cao nhất từ trước tới nay. Từ một số 10 trong hình hài của một số 9 đến một số 9 thuần túy, Benzema đã cố gắng đủ lâu để cuối cùng trở thành ngôi sao hàng đầu. Lần lượt Raul, Higuain và cuối cùng là Ronaldo đều ra đi, Benzema vẫn trụ vững tại Real. Benzema cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong các cuộc tranh luận về những cầu thủ hay nhất mọi thời đại của Real Madrid. Ở tuổi 34, Benzema ngày càng hoàn thiện và vừa giành được quả bóng vàng. Cách Benzema chơi bóng bây giờ không khác gì một bậc thầy ở vị trí của mình. Benzema kiểm soát hoàn toàn không gian xung quanh và quả bóng dưới chân. Ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc bước vào buổi hoàng hôn sự nghiệp, Benzema lại rực sáng với sự bền bỉ đáng kinh ngạc benzema chưa dừng lại anh đã có thể nghĩ tới quả bóng vàng tiếp theo như lời của huấn luyện viên carlo ancelotti